bất ngờ về danh tính nữ rapper dạy Chipu Rap giúp cô đạt top 1 sau Tỷ Tỷ. Sân khấu mới nhất của Chipu tại vòng công diễn năm đã đưa cô lên vị trí top 1 lần đầu tiên kể từ khi tham gia cuộc thi. Chipu càng lúc càng đi vào sâu trong Sâu Đạp Gió 2023, chứng tỏ bản thân không phải đến đây dạo chơi mà thực sự là một đối thủ mạnh, có khả năng đi bút trong nhóm nhạc rất cao. Trong vòng công diễn năm vừa qua, Chipu tiếp tục thể hiện bản lĩnh sân khấu bằng màn đọc giáp tiếng Anh và tiếng Trung trôi chảy. Vũ đạo đỉnh cao của nữ ca sĩ Việt Nam cũng khiến các chị đẹp trong chương trình phải hú hét cổ vũ. Sau tiết mục, số điểm bình chọn của ba nghệ sĩ là 339, 327 và 322. Tuy nhiên lúc này người thắng cuộc vẫn chưa được hé lộ. Phải đến lúc dàn Tỷ Tỷ lên xe trở về nhà, ban tổ chức mới gửi kết quả đến họ. Người giành được điểm số cao nhất chính là Chipu. Nữ ca sĩ xúc động bật khóc vì liên tục thắng cả hai vòng thi đối đầu, còn các Tỷ Tỷ không ngừng hò reo, chúc mừng cô. Đây cũng là chiến thắng cực kỳ ấn tượng của Chipu, đưa cô lên thẳng vị trí dẫn đầu kể từ khi bắt đầu tham gia chương trình đến hiện tại. Trên trang cá nhân của mình, Chipu đã gửi lời cảm ơn sự ủng hộ của khán giả trong và ngoài nước lẫn ekip của mình. Chipu cũng đặc biệt tiết lộ, cô đã phải thỉnh giáo Kimmy để có thể có voice rap ấn tượng đến vậy. Do khoảng cách địa lý, cả hai chỉ có thể gặp nhau qua lớp học online để Kimmy có thể cặn kẽ hướng dẫn Chipu về các kỹ thuật rap. Một điều nữa Chi muốn chia sẻ với mọi người, trong thử thách Rap Lonely Dance công diễn năm, Chi đã phải tìm đến sự hỗ trợ từ xa của chị Kimmy. Chúng mình đã có một lớp học online, chị chia sẻ cặn kẽ từ lịch sử, tinh thần, lẫn cách cảm nhận lời rap để thể hiện sao cho hợp lý nhất. Chipu cũng cho biết dù trước đó chưa từng hợp tác với nhau trong dự án nào, nhưng Kimmy vẫn hỗ trợ cô vô cùng nhiệt tình. Cả hai cũng thả hin về một màn kết hợp không xa, chưa từng hợp tác với chị trong bất kỳ dự án nào, mình cũng như bao khán giả khác, ngưỡng mộ chị. Điều thích giọng hát của chị từ những tác phẩm như Hương Ngọc Lan, Real Love, Hòa Sữa, nhưng khi ngỏ ý muốn được chị hỗ trợ, chị đã nhiệt tình nhận lời ngay. Em cảm ơn chị, em đã học hỏi được rất nhiều ạ. Mong có dịp được hợp tác cùng chị một ngày không xa, lớp chị. Ở dưới phần bình luận, Kimmy cũng nhanh chóng hồi đáp, chị mới xem em xong Chipu ơi. Respect your fearless spirit, open my eye, ngưỡng mộ tinh thần không sợ hãi của em, làm chị mở mang tầm mắt.